trợ bất động sản, kết nối sức mạnh, chia sẻ thành công. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chuyên đề xây dựng và bất động sản phát sóng thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, đi từ câu chuyện số lượng nguồn cung nhà ở dưới 2 tỷ đồng liên tục sụt giảm trong những tháng đầu năm 2018, chúng tôi đã tìm hiểu trên thị trường và được biết tình trạng này đã đang xảy ra từ năm 2017. Điều đáng nói là các chuyên gia dự báo năm 2018, nguồn cung nhà ở vừa túi tiền sẽ tiếp tục khan hiếm. Thậm chí còn dự báo trong 3 đến 5 năm tới, nhà ở từ 1 đến 2 tỷ sẽ khó tìm. Cụ thể thực trạng này như thế nào? Có hay không việc nhà ở quanh 2 tỷ đồng khan hiếm trong 3 năm tới? Và đâu là nguyên nhân đang khiến phân khúc có tình trạng thanh khoản cao nhất thị trường nhà ở lại khó khăn đến vậy? Đó sẽ là nội dung mà chúng tôi truyền tải trong 15 phút chuyên đề ngày hôm nay. Ngay sau đây sẽ là nội dung đầu tiên. Mời quý vị theo dõi. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thống kê trong 5 tháng đầu năm 2018, số lượng căn hộ bung ra thị trường sụt giảm hơn 20%. Điều đáng nói năm 2017, các dự án nhà ở dưới 2 tỷ đồng cũng đã ghi nhận giảm, kể cả dự án xây dựng mới và triển khai cũ. Dự báo nguồn cung sản phẩm vừa túi tiền tiếp tục khan hiếm từ nay đến cuối năm 2018. Hiện nay là vào khoảng 8.700 so với là 5 tháng cùng kỳ năm 2017 là khoảng là 11.700 căn. Thì nó giảm 22%, thì đây là cái tình hình thị trường bất động sản nói chung. Thì trong đó mà về chi tiết á, thì cái tình hình mà về trong 8.700 căn hộ chung cư và 484 căn hộ thấp tầng thì rõ ràng là so với là năm 2017 á, thì là có 11.000 căn hộ chung cư và 688 căn nhà thấp tầng. Thì qua cái này ta cũng thấy rằng là cái tỷ lệ về cái nguồn cung đưa vào cái thị trường bất động sản của năm nay là nó giảm một ít so với năm ngoái. Theo các chuyên gia, tình trạng sụt giảm nguồn cung căn hộ vừa túi tiền hiện nay không phải nhất thời, mà đó là báo hiệu cho viễn cảnh khan hiếm của căn hộ 1 đến 2 tỷ đồng trong 3 năm tới. Bởi xét trên chi phí giá thành một đơn vị nhà ở thì kể từ năm 2020, doanh nghiệp sẽ rất khó xây dựng được nhà ở dưới 2 tỷ đồng khi 1m² căn hộ vừa túi tiền hiện có giá thành xây dựng khoảng 24 triệu đồng. Tính chung một căn hộ 45m², chi phí xây dựng là hơn 1 tỷ đồng, chưa kể còn tiền đất, khoản chi phí hiện chiếm trên 10-40% giá thành một đơn vị nhà ở này vẫn đang liên tục tăng giá. Trong thời gian vừa qua, những nhà đầu cơ, những nhà đầu tư, một số doanh nghiệp đã dựa vào trong cái yếu tố là không đúng sự thật, vào các cái yếu tố quy hoạch dự án, yếu tố là đầu tư hay đầu cơ nó không đúng. Đối với những cái sản phẩm từ 1 đến 2 tỷ, tôi hình dung rằng trong vòng 5-7 năm tới rất là khó. Mặc dù quỹ đất của chúng ta rất là nhiều, nếu chúng ta hình dung lại, nhìn lại Bình Chánh, Cần Giờ, khu vực Hóc Môn, Củ Chi, đất chúng ta, nếu mà chúng ta đang nói địa chỉ thành phố, quỹ đất chúng ta rất là nhiều. Bên cạnh đó, trong giá thành nhà ở còn có lãi suất ngân hàng, chi phí nhân công, marketing, lợi nhuận của doanh nghiệp, cho nên các chuyên gia dự báo giá nhà sẽ không neo một chỗ trong thời gian tới. Nếu xét theo lộ trình thời gian thì mặt bằng giá căn hộ vừa túi tiền đã không ngừng gia tăng trong 6 năm trở lại đây. Cụ thể, nhìn lại năm 2012, mặt bằng giá căn hộ vừa túi tiền là 13 triệu đồng trên 1m², sau 5 năm đã tăng 54% lên 18-20 triệu đồng trên 1m². Và trong những tháng đầu năm 2018, mặt bằng giá căn hộ vừa túi tiền là 24 triệu đồng trên 1m² và xu hướng đi xuống của giá bất động sản trong thời gian tới sẽ rất khó. Thứ nhất là về cái sự thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam, và trong đó là thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế cả nước. Chính vì vậy là rất là thuận lợi và rất là nhiều nhà đầu tư họ quan tâm đến cái thị trường này. Đó là một cái thị trường thu hút nhiều nhà đầu tư lớn vào. Cái thứ hai là vì thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế cho nên là thu hút được lực lượng lao động và dân nhập cư rất là lớn. Vì thì nó sẽ kéo theo cái nhu cầu nhà ở rất là đáng kể. Thứ ba là chúng tôi thấy rằng là chúng tôi quan sát trong thời gian 5 năm thì chúng tôi thấy rằng là cái việc mà phát triển cái định hướng phát triển về quy hoạch, đồng thời là các cái sự hình thành của các cái hạ tầng tiện ích cũng như là các cái dịch vụ thì thúc đẩy cho cái việc rằng là giá cả của các cái khu vực nó sẽ tăng theo.
Như vậy, chi phí đầu vào sẽ tiếp tục tăng và cho đến 3 năm tới thì việc giữ được mức giá một căn hộ 45m² dưới 2 tỷ đồng sẽ rất khó. Đại diện Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện ở các khu vực được cho là lãnh địa của phân khúc nhà ở vừa túi tiền của thành phố, nhờ giá thành hợp lý như quận 9, Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Tân, quận 8, số lượng dự án nhà ở quanh 2 tỷ đồng hiện đã sụt giảm hẳn. Và dự kiến xu thế này sẽ tiếp tục trong thời gian tới nếu thực sự không có sự thay đổi về phát triển quy hoạch đô thị của thành phố. Như vậy, vấn đề nguồn cung nhà ở vừa túi tiền nằm ở giá thành xây dựng. Trong đó, theo các chuyên gia, nan giải nhất là quỹ đất, bởi các khu vực có giá cả hợp lý để phát triển nhà ở vừa túi tiền, hiện quỹ đất đã gần cạn kiệt. Trong đó, cụ thể, một số khu vực đã không còn đất để xây nhà và một số khu vực vẫn còn đất nhưng không xây nhà được ở dưới 2 tỷ đồng. Mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo. Các doanh nghiệp cho biết, bởi chi phí tạo lập quỹ đất liên tục gia tăng và có nguy cơ vượt trần giá thành nhà ở vừa túi tiền. Đơn cử như quận 9, do ăn theo quy hoạch mà trong 5 tháng đầu năm giá đất nền tăng mạnh hơn 60%, hiện 1m² giá dao động trên 30 triệu đồng. Tính chung trong 5 tháng đầu năm, giá đất nền toàn thị trường thành phố Hồ Chí Minh tăng 15-25% theo năm. Thậm chí ở quận Thủ Đức, Bình Chánh giá đất tăng mạnh lên tới 60-70%. Và đây là vấn đề nan giải cho các dự án nhà ở vừa túi tiền. Để thực hiện một cái dự án nhà ở vừa túi tiền thì tất nhiên là cái quỹ đất phải là với cái giá hợp lý. Cái giá nó phải nói rằng càng thấp càng tốt. Nhưng bây giờ để chuẩn bị được một cái quỹ đất có giá cả thấp thì phải nói rằng đây là một vấn đề cực kỳ nan giải. Các chuyên gia lo lắng, mặc dù giá đất chỉ nhảy múa trên thị trường thứ cấp tạm thời, tuy nhiên việc giải phóng mặt bằng đang thỏa thuận với người dân theo giá thị trường, cho nên doanh nghiệp sẽ rất khó đưa ra mức giá chuyển nhượng đất thấp. Vì vậy, các doanh nghiệp cho biết, để bắt đầu một dự án mới vừa túi tiền lúc này rất khó khăn, bởi sau 3-5 năm nữa khi doanh nghiệp hoàn thành xong quy trình tạo lập quỹ đất sạch, lúc đó khoản chi phí đất sẽ khó giữ được giá thành nhà ở quanh 2 tỷ đồng. Hiện nay thực sự đó nó cũng những cái sản phẩm này cũng rất không có nhiều đâu, mà nó do là ba yếu tố như tôi vừa chia sẻ lúc nãy. Thứ nhất là vấn đề là do cái giá đất là nó đóng vai trò từ 40 đóng giá trị từ 40-60% trong một cái cấu thành cái giá trị sản phẩm của một cái đơn vị nhà ở, là giá trị đất nó rất là cao. Cái thứ hai là liên quan đến cái vấn đề về quy trình về phê duyệt của chúng ta, từ lúc chúng ta xin được cái chủ trương để phát triển dự án đến lúc mà chúng ta bán được sản phẩm cho người dân mất từ 3-5 năm, có những cái dự án rất kéo dài hơn nữa. Như vậy thì thời gian càng dài thì cái chi phí tài chính của các nhà phát triển bất động sản tăng cao lên và cái người chịu cuối cùng chính là người dân, họ mua sản phẩm đó. Và cái vấn đề thứ ba nữa liên quan đến vấn đề tài chính, vấn đề về ngân hàng, thì cái nguồn cho vay các nhà phát triển bất động sản và cái cho vay cho người dân để mà mua thì đây chúng ta cần phải xem xét. Hiện nay, hơn 30% nguồn cung căn hộ vừa túi tiền bung trên thị trường là những dự án đã khởi động ít nhất 3 năm trước, tức quỹ đất đã được chuẩn bị từ năm 2015. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh thì những dự án như thế không còn nhiều. Bởi quận 8, quận 12, quận 2, quận 10, khu vực tập trung trên 70% nguồn cung căn hộ hiện quỹ đất rẻ đã dần cạn kiệt. Trong khi đó, những khu vực có quỹ đất phù hợp để xây dựng nhà ở vừa túi tiền như huyện Củ Chi, Hóc Môn, quận 12 và các huyện của 4 tỉnh giáp ranh Thành phố Hồ Chí Minh lại thiếu điều kiện hạ tầng giao thông, dịch vụ để thu hút nhà đầu tư phát triển quỹ nhà ở vừa túi tiền. Cho nên để phát triển nhà ở vừa túi tiền cho 3 năm tới thì các doanh nghiệp đang chờ. Cái quỹ đất cũ mà các doanh nghiệp đã tạo lập trước đây thì hiện nay đã sử dụng gần như là sắp cạn kiệt. Cho nên để thực hiện được các cái dự án nhà ở vừa túi tiền trong thời gian sắp tới thì phải nói rằng chúng ta phải nhắm tới cái quỹ đất ở các khu vực là các huyện ngoại thành của Thành phố Hồ Chí Minh và kể cả các cái huyện của các tỉnh mà giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta có một cái nhu cầu, đó là thành phố cần phải kết nối giao thông cũng như là có nhiều cái phương tiện vận chuyển công cộng một cách thuận tiện cho người dân để người dân có thể sống ở các cái huyện ngoại thành. Năm 2020, chính sách tài chính sẽ siết chặt dòng vốn đổ vào bất động sản. Bởi với hệ số rủi ro 200%, thì khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng của một số đối tượng bất động sản sẽ trở nên khó khăn. Dự báo vốn cho vay kinh doanh bất động sản có thể bị rút lại đến 1/2 so với hiện nay. Đồng nghĩa số lượng dự án bất động sản sẽ sụt giảm, khi hiện nay gần 50% nguồn vốn phát triển bất động sản đang phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng. Như vậy cũng gián tiếp ảnh hưởng đến nguồn cung nhà ở vừa túi tiền trong 3 năm tới.
Trong tương lai khi mà Basel 2 được áp dụng thì cái việc mà các ngân hàng cho vay bất động sản sẽ bị nghiêm ngặt hơn, sẽ bị giới hạn lại. Và do đó cái dòng vốn đổ vào từ các ngân hàng vào thị trường bất động sản sẽ giới hạn. Có nghĩa rằng cái thanh khoản của bất động sản có thể bị tác động bởi cái việc mà các ngân hàng sẽ hạn chế hơn cái việc mà đổ vốn cho vay vào thị trường bất động sản. Cái khâu mà kiểm soát người cho vay, thẩm định hồ sơ người cho vay nó cũng phải có những cách tính toán chặt chẽ hơn. Thì như vậy cái chặt chẽ không phải đồng nghĩa là vấn đề thủ tục nhiều, mà chặt chẽ là gì? Là người ta sẽ tính toán và thấy được cái khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ cũng như là cái năng lực tài chính của cái người vay vốn của mình, và từ đó có những cái quyết định cho vay hợp lý. Như vậy, việc sụt giảm nguồn cung nhà ở vừa túi tiền có cả nguyên nhân nội tại và liên đới từ các ngành, trong đó phần lớn khó khăn nằm ở quỹ đất. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, với 1/4 dân số thành phố đang có nhu cầu nhà ở thực, chưa kể còn một lượng lớn dân nhập cư vào thành phố mỗi năm, thì chậm giải quyết vấn đề nhà ở chừng nào sẽ khó chừng đó. Theo các chuyên gia, một trong những giải pháp để giải quyết bài toán nhà ở vừa túi tiền cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh đó là mở rộng quỹ đất ra các vùng ven mới, trong đó có hướng Tây Bắc. Ngoài ra, quy định về diện tích xây dựng cũng là một kỳ vọng. Cụ thể những hướng đi này như thế nào? Mời quý vị tiếp tục theo dõi những khuyến nghị ngay sau đây. Câu chuyện hôm nay chúng ta nói về giải pháp, thực sự đó là một cái câu hỏi và cũng câu hỏi rất là hay, nhưng mà cái câu trả lời sẽ là bỏ ngỏ ra là bị phụ thuộc rất là nhiều yếu tố mà các cơ quan ban ngành, các cái đơn vị kinh tế, các cái nhà phát triển bất động sản phải cần ngồi lại với nhau để ra cái câu trả lời để làm sao chúng ta giải quyết được cái bài toán nhà ở thực cho đại bộ phận người dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung, đặc biệt ở các đô thị lớn như là Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang. Sở Xây dựng thì cũng đã nghiên cứu và cũng sẽ sắp tới đem đề xuất với thành phố là trước mắt phải chuẩn bị cái quỹ đất sạch ở cái khu vực các cái quận vùng ven, ví dụ như là theo quy hoạch ở các cái cuối các tuyến đường metro, các cái tuyến đường giao thông, chuẩn bị quỹ đất sạch để trong giai đoạn sau 2020 giao cho các nhà đầu tư doanh nghiệp tham gia chỉ bỏ vốn và xây dựng cái nhà thôi chứ không bỏ ra chi phí quỹ đất, thì khi đó là nhà đầu tư quản lý khai thác và cho thuê. Chúng ta chỉ có thể là phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh một cách cân đối nếu chúng ta phát triển các khu đô thị vệ tinh ở các huyện ngoại thành của thành phố như là Hóc Môn, như là Củ Chi và lan tỏa ra cả các huyện của các tỉnh giáp ranh Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là huyện Bến Cát, huyện Dĩ An, huyện Lái Thiêu của tỉnh Bình Dương, đó là huyện Đức Hòa, huyện Cần Duộc, huyện Bến Lức, huyện Cần Đước của tỉnh Long An. Đó là chúng ta thấy như là thành phố Biên Hòa, như là huyện Nhân Trạch, huyện Long Thành của tỉnh Đồng Nai, huyện Tân Thành của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vân vân. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ hình thành những cái đô thị vệ tinh và từ đó chúng ta có thể hình thành được những khu dân cư dành cho những người có thu nhập trung bình, những người có thu nhập thấp đô thị. Bởi vì chỉ có tại các địa bàn này thì chúng ta mới có được cái quỹ đất với cái giá hợp lý. Từ đó chúng ta hình thành được những cái khu dân cư với những cái loại nhà có quy mô vừa và nhỏ, có giá bán vừa túi tiền và có cái kết nối giao thông thuận tiện cũng như là các cái tiện ích đô thị như là trường học, bệnh viện, khu trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí, thể dục thể thao v.v. Bài toán đó là affordable thôi, tức là với thu nhập nào thì người ta sẽ thiết kế cái diện tích căn hộ và những cái dịch vụ tương ứng với cái thu nhập của người dân. Về nhà giá rẻ hay là một cái nhà affordable là một cái xu hướng chung của thế giới. Và khi các nhà đầu tư xem đây là một cái thị trường là tiềm năng thì người ta sẽ đầu tư. Và tôi nghĩ rằng chính phủ cũng đủ thông minh để có xây dựng được những chính sách phù hợp để phát triển nhà giá rẻ, để mà tạo lên được quỹ nhà ở nhiều hơn cho cộng đồng, cho quốc gia. Những ý kiến vừa rồi cũng đã khép lại nội dung chuyên đề tuần này của chúng tôi. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc là cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.